giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước đi xa, để lại thoáng như mong manh, và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi xa, để lại thoáng như mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vẩn vơ chơi vơi trên một con sông, biển đông trùng khơi mịt mờ. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hờn, lúc tôi yêu đời. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn, và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi bằng một tình không biên giới. Ngài hàng dẫn lối đưa đưa, đồng hành xanh bước anh về. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không phút nào quên. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước đi xa, để lại thoáng như mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vẩn vơ chơi vơi trên một con sông, biển đông trùng khơi mịt mờ. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hờn, lúc tôi yêu đời. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn, và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi bằng một tình không biên giới. Ngài hàng dẫn lối đưa đưa, đồng hành xanh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không phút nào quên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không phút nào quên.
sam vui. Là giọt lệ xin ơn tha thứ những lầm lỗi qua bao ngày tháng xa ân tình. Tình ngài luôn luôn chan chứa gọi con đoan hứa mối tình thủy chung trở về với cha ân tình thiết tha. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ áo nắng sang vui là giọt lệ đêm đêm thao thức mỏi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã tưởng rằng như đã mất tình Chúa yêu, nhưng nào có hay tay ngài đỡ nâng. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ áo nắng sam vui là giọt lệ an vui trong Chúa, biết rằng Chúa luôn quên tội lỗi xưa thật rồi. Và ngài yêu thương nên đã chịu mang thanh giá, nói lời khát khao cho tình vụt cao trên thập giá kia. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa lòng tự hối.
phàn nàn, còn hết lòng ăn năn, còn sức mình còn xin, hết lòng kêu vang xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi. Lòng kêu van xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi. Cuối xin cùng Chúa khoan nhân vô, chừa tội lỗi chung để con từ nay chung thành đến cùng trên đường đưa lên nước mặt Chúa. Lạy Chúa, con hết lòng ăn năn, con sức mình con xin, hết lòng kêu van xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng tự hối theo đường Chúa. Kính mời quý vị cùng lắng nghe 5 phút lời Chúa được thực hiện bởi Học viện Dòng Ngôi Lời. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Đức Giêsu loan báo về vai trò của Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng Bảo Trợ, là thần chân lý làm chứng cho Đức Giêsu và trong Ngài.
các môn đệ và cả chúng ta nữa cũng làm chứng cho Đức Giêsu. Chúa Thánh Thần đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của Đức Giêsu, đặc biệt trong biến cố tử nạn và phục sinh của Ngài. Hơn nữa, trong đời sống giáo hội, Chúa Thánh Thần giúp giáo hội làm chứng cho Đức Giêsu và linh động hóa trong sứ vụ truyền giáo. Chúa Thánh Thần minh chứng rằng Đức Giêsu không đến để luận phạt thế gian, nhưng đến để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Thật vậy, khi xưa cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu mặc khải cho nhân loại gương mặt yêu thương của Thiên Chúa, và hôm nay qua đời sống của giáo hội, Chúa Thánh Thần tiếp tục làm cho khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa lại được sáng tỏ qua các thời đại. Thật vậy, Chúa Thánh Thần là tác nhân siêu việt và đầu tiên của việc tin mừng hóa. Mỗi Kitô hữu là những người cộng tác của Chúa Thánh Thần. Vì thế, trong việc phúc âm hóa, Kitô hữu được Chúa Thánh Thần tác động để sống các giá trị tin mừng, lắng nghe sự hướng dẫn của Ngài trong các hoạt động, trong đời sống và sứ vụ truyền giáo của giáo hội. Kitô hữu muốn làm chứng cho Chúa Giêsu, điều thiết yếu là phải ở trong Ngài và ở với Ngài. Ở trong Chúa Giêsu qua thánh lễ, qua việc đón nhận bí tích thánh thể, qua lời Chúa và qua đời sống thánh thiện đạo đức mà giáo hội dạy chúng ta sống và tuân giữ. Chỉ có ở với Chúa, ta mới cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và đón nhận được ân sủng của Ngài tác động trong đời sống của chúng ta. Các tông đồ đã cảm nhận được điều này khi Chúa Thánh Thần đến và biến đổi các ngài và làm cho các ngài trở thành chứng nhân cho Chúa Giêsu. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến sửa đổi tâm hồn chúng con, ban sức mạnh và lửa tình yêu để chúng con trở thành những chứng nhân đích thực của Thiên Chúa giữa lòng đời. Amen. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em, để tất cả những gì anh chị em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh chị em hãy làm vì danh Chúa Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nhiêu lần tư tưởng bất chính, nhục mạ và giữ lòng ghét ghen. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nóng nảy tức bực hơn căm,
thù hận và ám ảnh lắng lo. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Bao bất hòa với người anh em, chẳng nhìn nhận tôn trọng cảm thông. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót
Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiên tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuận thắm sáng hồn tràn lan ơn thiên. Cầu xin Chúa thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa chiều ánh sáng trời tươi dẫn ai.